ព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តភ្នំជីសូជាអធិបតីក្នុងទីគោរពបញ្ញកម្មវិលាកាសនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានគោរពធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងបង្កាន់ដៃចិនដើរឡើងភ្នំជីសូនិងបុណ្យតកណានុពទានដែលមានអ្នកផ្ដើមបុណ្យឧបាសកឈុនឈៀកឧបាសិកាសំហ៊ីចឹងឯងខ្ញុំត្រូវឯងព្រមទាំងកូនចៅនៅផ្សារសំរងយ៉ាងស្រុកបាទីខេត្តតកែវកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅថ្ងៃ7កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រាប់ទេស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី19ខែអាត្មាឆ្នាំ2018ចឹងប៉ុននេះអ្វីដែលសំខាន់គឺឧទ្ទិសជូនដល់កងសំយាយអៀបកងឆាយឈុននិងលោកយាយកងមលកងកៅគៀមលោកយាយសំស្រុនកងសំណុកលោកយាយសឿងកងសំម៉ងលោកយាយបាក់ខេងត្រូវហើយខ្ញុំកងឡាសុនហុយប្អូនគៀមប៊ុនជាប្អូនគៀមប៊ុនត្រីប្អូនគៀមប៊ុនស្រួយព្រមទាំងញាតិតេកាទាំង7សន្តានបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខឈ្មោះមកកោអត់មានលៀងសំណាងមួយទេបាទហើយបង្កាន់ដៃនេះគឺម្ចាស់ទៀនបានកសាងគិតជាទឹកប្រាក់អស់ចំនួន6,500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មចដើនឹងហើយខ្ញុំហ៎ឡើងទៅដល់លើហ្មងហ៎អូអាស្ដាយតាំងពីវះចកេះមកមិនដែលបានឡើងលើភ្នំម្ដងសោះក៏មិនដឹងថាមានចដើស្អាតម្លឹងម្លឹងមានប្រកាន់ដៃម្លឹងម្លឹងអញ្ចឹងបានលោកគ្រូភ្នំសូលទៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅញឹកណាស់ព្រឹកដល់ល្ងាចដល់ព្រឹកដល់ល្ងាចដល់មកពីប្រកាន់ដៃស្អាតបើចុះរហូតឡើងរហូតអញ្ចឹង6,500នេះធ្វើពីក្រោមនេះទៅរហូតដល់លើភ្នំនំងបើប្រកាន់ដៃហើយនៅភ្នំជីសូយើងនេះគឺជាទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលពពែបរោះខ្មែរយើងបានកសាងទុកមានប្រាសាទភ្នំជីសូហើយមានជាលក្ខណៈទេសចរគេមកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅញោមបានធ្វើនឹងសំណាងហើយគេឡើងគេចុះគេចុះគេឡើងហ្នឹងគឺស្រួលចុះស្រួលឡើងដោយសារញោមតើដោយសារញោមហើយអ្នកដែលមកក៏មិនមែនអ្នកតែស្រុកយើងទៀតស្រុកណាស្រុកណាដែលគេចង់ឃើញគេចង់ដឹងអាហ្នឹងគេមករកកន្លែងហ្នឹងគេឡើងទៅលើហ្នឹងហើយប្រាសាទនាងខ្មៅបើគេមករកភ្នំសូគេប្រកាសជារកប្រាសាទមួយទៀតដែរព្រោះវាគូគ្នាគេប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងកូនរបស់ប្រាសាទភ្នំសូ
Đó cái ban côn bát pre vật nôm sô chân tứ của ông kru liên sầm nang ní tứ sân đời và sạt niên màu từ lâu vật phù phê kịch mệnh lục làm cho dập trong của bố là cha lược vật vì lơ mọ đạm đồng ní với nhỉ kỳ kỳ sửa lang này và chân bây giờ kết bi phù vật tất xác có sang ní đòi của bà sô để dẹo vẹo đồng măn ấy đi con nôm sô sô để dẹo vẹo đồng măn tì pì có sang và sát năng ấy hãy muốn sử mây ổng cơ để tiền phở hãy và sát niên khó máu có thơ sử bọ sử báo nâng thơ ổng tì ạch phở tì ạch cả nay dân khơi và sát na riêng trong tì ạch nhôm mơ tới nhôm đăng thật và sát nâng cứ co sang môn sở mày ổng cờ xuống cho nam mê nhôm ở đó và sát nát phơ bị ạch ạch đôi ạch tăng nhắn nâng và hai chia co sang không cùng lóng đám sát tổ vọt tì đọc rồi rứa co trong sát tổ vọt tì bùng buồn đó là cái đôi máu sát tổ vọt tì đọc mùi đọc bì ní cứ lên bà ạch đây chỉ tu tới cái tánh để bà thmo tại một đòn chân dân đang mơ và sát tới nhôm mơ khơi và sát bờ hiệp bị ắt tế nắng nóng cùng lóng sạch tập vật đang sạch tập vật thì đắp trong sạch tập vật thì buồn buồn ở đây khơi ắt đôi và sát nên không mau chân á nhôm sát hiệp ắt chân nắng thưa môn đang ngại môn cầu đó là khơi thơ và sát na riệp thmo vô mô bà tông thmo thông thông nâng nâng và sát nâng thơ khá nông sát tử vật tì đọc mùi sát tử vật tì đọc bì sát tử vật tì đọc bây cào màu mà đó sát tử vật tì đọc bốn ơ hài chụp thơ à mặt tịch tì ơ hài chú lục nê lâu chú lục nê tật đàm nê chú lục rít tật đàm rít đó là bê nâng chàm rưu xìm nâng kỳ ban con bố lệ cả môn sông tực đầy dưỡng thơ chia cả lại chọn đó là bê kỳ ban con bố lệ ban khní kê chàm hơi chạp đám lớp khní máu vi đình đám cho đồng bọn cơ nâng à chân chạp đám chặt chạy chặt phuột máu khăn ông sạch tử vật tì đọc trong sạch tử vật tì đọc bấy đám sạch tử vật tì đọc buồn đám sát tử vật tì đọc bốn bó cháu đồng bàn cơ nâng hà rư đi thử ni mà này hà đó này hà và đó này hà đó chạy tử mục đó đây hà mà ơ hà cháu đồng bàn cơ nâng ơ buôn rồi chứ nằm nhủ cháu lá nhìn nhau cả này cháu lá đám chơ đọc chết ở hà lê nhổ hồng khơi đó sát tử vật tì đọc bằng bấy bàn và răng hồ khơi đọc bì đọc ấy chết ơ dương kịch bia tay đặt cá đôi cùng sót mà nó nhôm đó nó nhôm đó và kịch bia tay đặt cá cùng sót á bàn tay miên là tay đặt cá từ miên bạch trực bòn à tay tạ chu chót bạch trực bòn su hót à na cốt rung rường à lớp ba put trực bò để sạch dương thưa rồi ngày ní cứ thơ to một tí chà bù ràn màu mẹ nói nhìn không? Bút sá sá ná căn to một tí bù rong bù ràn màu bút sá sá ná chô mà đo đàn đây sử văn ở phúng cứ chỉ du duyên nà mà hai du nà nhôm du nà tăng một tí bù bút chì ông mà chà bà rệ nà biên ban bà man chỉ chiên bay rồi chân nằm ở lây dù nà môn cử sạc ra cái tiết Phật sạc sạc nà nhộn bánh tay bà xâm rạp khám ai dưới càng nó mình tự tuôn dỗ bà Phật sạc sạc nà chỉ phơi cà tì nơi cử rút hào tà sạc sạc nà bà lưng sạc sạc nà priêm trùng mạnh sạc sạc nà đáy cử rút chứa tà bà vi sạc bà hệ sô bà prùng
រហូតមកដល់ដើមសតវត្សទី12ទៅបានពនាងឥន្ទ្រទេវីនេះជាអគ្គមហេសីប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាអ្នកពុទ្ធសាសនិកបានពុទ្ធសាសនិកកាលនោះបែបមហាយានទៀតបានកសាងប្រាសាទមួយឈ្មោះប្រាសាទតាព្រំនៅបន់ក៏ធំមកញោមហើយកន្លែងហ្នឹងគាត់បើកបរិញ្ញពុទ្ធសាសនិកហ្មងនៅកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមតិចអត់ដឹងរឿងចោះអត់ដឹងទេចាប់ហើយខ្មែរបើគាត់បរិញ្ញពុទ្ធសាសនិកដល់ទៅពេលប្របាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី8ឡើងមកចលាចលក្លាប់ចុះក្លាប់ឡើងប្រាសាទតាព្រំហ្នឹងឲ្យគេដាប់រូបពុទ្ធចោលអស់ចឹងហើយញោមឆ្លោះគ្នារឿងសាសនាហ្នឹងទៀតញោមទៅមើលប្រាសាទតាព្រំនៅអង្គរវត្តហ្នឹងញោមខ្មែរយើងដែលច្រើនទៅប្រាសាទទៅបានតែ selfie ហ៎ហើយថតថាអញបានមកលេងប្រាសាទប៉ិនដឹងគេនិយាយស្អីប្រាសាទហ្នឹងអត់ដឹងរឿងអីគេទេបរទេសញោមបរទេសបើគេមកលេងស្រុកយើងគេមើលអាហ្នឹងកលាស់ខែបានអស់ហើយគេទៅវិញខ្មែរទៅមើលតែ3ថ្ងៃអស់ខ្លាំងណាស់អ្នកញោមមែនទេញោមខ្លាំងយើងទៅបានថតថតហើយឡប់មកវិញថតថតឡប់មកវិញអញ្ចឹងអាក្នុងសតវត្សទី12នេះពេលដែលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7អស់ហើយចូលមកពុទ្ធសករាជពេលនោះជ័យវរ្ម័នទី8ជ័យវរ្ម័នទី9ឡើងមកនេះចូលដូរសាសនាពុទ្ធមកវិញលែងដាក់សាសនាពុទ្ធយកសាសនាឥសោមកវិញសាសនាព្រាហ្មណ៍មកវិញនោះព្រមមៃសាសនាមកវិញដើរដាប់រូបពុទ្ធចោលអស់ញោមទៅមើលប្រាសាទហ្នឹងមើលគ្រប់រូបទាំងអស់គឺសិតតែបាត់រូបពុទ្ធទាំងអស់គ្រប់ក្បាច់ញោមបាត់ពុទ្ធទាំងអស់ដាប់ចោលហ្មងណាញោមក្រោយមករឿងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាបែកអូហូស្ទឹងអាសាឬសាសនាឡប់លិនហ្នឹងញោមទៅបានឡើងមកសាក្រោយនេះលែងមានព្រមមៃហើយពុទ្ធសាសនារហូតតមកដល់ពេលនឹងមកសម័យពាយាទអីមិនបានលោកលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនាបន្តមកលែងយកព្រហ្មញ្ញសាសនាជាគោលប៉ិនយើងមិនមែនចោលទេណាញាតិញោមនេះនៅមុខញោមក្រោយខ្នងញោមហ្នឹងពងព្រហ្មញ្ញដែរនេះឃើញទេញោមហ្នឹងរៀបអញ្ចឹងហើយមិនមែនបានទេតែខុសទេណាអត់ខុសទេព្រោះដូនតារបស់យើងអ្នកធ្វើពីមុនមកមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាម្ល៉េះមែនទេញាតិញោមកាលមុនគេហៅថាគោរពសាសនាព្រលឹងញាតិញោមស្គាល់សាសនាព្រលឹងហ៎សាសនាព្រលឹងហ្នឹងបានន័យថាបើមានណាបំណែនអីមួយយកទៅចោលនៅចុងភូមិហើយហៅសុំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកតាចាស់ស្រុកប្រមុខម្ចាស់ដីមកជួយសែកសោយកាន់ខ្នងរងមុខអាហ្នឹងគេហៅសាសនាព្រលឹងញាតិញោមអត់ដែលចេះធ្វើទេធ្វើមកកកោកសោះហ្នឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលមួយទៀតទៅដល់ស្រែមុននឹងបាយយើងត្រូវយកចុងស្លឹកបន្តិចមួយចាប់បាយ4-10គ្រាប់ហើយដាក់មហូបមួយចំណិតមួយហើយអញ្ជើញដូនតាសែបសោយឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយដែរធ្វើទេដែរអាហ្នឹងគេហៅសាសនាព្រលឹងប៉ិនមិនដឹងសាសនាអីមែនទេញ៉ែញ៉ោមហ្នឹងអសមមុខបើអាហ្នឹងគេហៅសាសនាព្រលឹងបន់ចុះបន់ឡើងហ្នឹងគេហៅសាសនាព្រលឹងណាញាតិញោមដល់ពេលសាសនាព្រហ្មញ្ញព្រះវិស្ណុព្រះឥសូរនេះយកព្រះជាប្រមុខតើយកព្រះជាប្រមុខធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមើលទៅព្រះជាធំសិនទឹកហូបបានទឹកហូបដោយសារព្រះឃើញទេញាតិញោមព្រះឥសូរអរហូតទៅដល់កន្លែងខ្លះយើងមើលតាមតំបន់ប្រាសាទដោយភ្នំជីសូនឹងក្តីដោយប្រាសាទនានាក្តីកសាងលឹងសបនិមិត្តច្រើនណាស់ញាតិញោមអត់ដែលឆ្ងល់ទេឃើញបើមិនដឹងថាម៉េចអានឹងអសមុខអានឹងឯងគេហៅថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះសូបើហើយជឿសម័យនោះមកតែស្ទាបយកដាក់ក្បាលចាក់ទឹកលើចឹងបានទឹកនឹងហូរចេញមកវិញមកយកមកលុបមុខដោយសម្គាល់ថាជាបារមីស័ក្តិសិទ្ធិនេះខ្មែរយើងធ្វើពីមុនញាតិញោមក្រោយមកបានពុទ្ធសាសនាចូលមកយកតតិមួយជឿកម្មផលចឹងឥឡូវនេះឈប់ហើយតែមិនអាចដាច់ឲ្យអស់ទេតែនៅលាយគ្នា
Mẹ nói nhẹ nhàng. Tới bộ phút sát sát chỉ cố bạn này thầy giúp trước sát đây cầm phó chìa mùl. À lớn mà đoàn này nè, phê là nè, khả nạn nè, dưỡng sát đây giúp cầm phó chìa mùl. Mẹ nói nhẹ nhàng. Nào, họ thiên lưu mò để khỏi khó khỏi. Nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng không? Khỏi khó khỏi đấy. Ất khó tê, do cầm phôl chìa mùl mấy ọt đăng. Phật sát sát kì do cầm phôl chìa mùl. Mùl mùl lắm mò đã sở ôn lô. Mùl lẹ prai tờ rư. Rư prai tờ cùl. Chân kì do sát sát chìa rư cùl nó cứ do cầm phôl chìa rư cùl. Mẹ nói nhìn nhau. Hay là ngay mình dây chân. Thôi à nà thơ bạp à nà thơ bon. Mình dây chứ ngay khỉnh chê hình dây để ta hay. Hay nâu đầm đăng ở mấy dây. Nà thơ bon á, nà thơ bạp. Dây chăng hả? Chẳng ấy bạn kia thật ạ. Dốt sạc sạc và bốt chía. Mùl mê cầm phẩm. Chẳng lại sau đội môn nè. Cảm muốn anh ấy tích vô tực sạc sạc mà liếp có ba. Ở hồ si mê nó chia ở rô kia, chia thị tầng buồn. Hay là tực xạ sật nâng, miên tăng vì môn là lớn nâng, nó sao tịch tịch. Sao tịch tịch nâng, bê cá sao lộp. Lộp nè, sổ hồi cháu tiết. Thả nâng vừa chia, vừa thụ xạ sật, ở sổ có ba tới chia. Họ bê cá nó lừa cha. Đó là cha kìm sâu chứa, mà nó lừa lộp. Hãy đòi nhôm đồ hồ lộp thường chấn. Đó không phải nấy lộn hiền phải hạt nhôm. Của nhôm mà hồ. Để chẳng lấy chạy tự đăng tư tàm nào nâng tức. Tại Phật sạc sạc mình tự sạc sạc mà đặng chẳng tì. Nói nhận nhau. Cứ chưa cầm phôi chỉ mùl. Mẹ nói nhận nhau. Phụ vầm mình tùm nó. Mà nẹ mình tùm nó. Đôi dừng vô xoay vô đăng nó không đầy chẳng. Bởi là xoay đi bụi mông cáo. Cô đọc bụi xoay nó giờ ta đắm. Svay nâng phải quát chỉ đồ màu vĩnh cứ ui mồm cài hoài. Mẹ nói nhớm. Svay cài ở miết. Hộp khóa hơi, hộp sạch hơi cho tự đám khóa viện đám. Viện đồ màu vĩnh phải quát chỉ cài ở miết hơi. Mẹ nói nhớ nhớ. Viêm mến đám svay nâng sẽ đồ màu vĩnh nó lề. Thế đứa gọi đồ svay nâng màu vĩnh chính. Tôi chỉ là lắc để ọt thời chân này. Anh nâng cái hai đã chứa cầm phôi chỉ mùl. Đôi khi nâng nhôm hay là thma anh chân. Mà đoàn ngày ní vì việc bà cắt chỉ mên bụi ngày môn màu. Mẹ nói nhớ nhớ. Bà cắt chỉ mên bụi ngày môn màu. Chứ bụi ngày môn bụi là biết mấy. Bụi ngày môn cứ bụi là biết đôi ta đang chỉ ở vầy. Bụi lực môn bụi chỉ mở nút. Rứa cơ bụi chỉ sạt ấy mũi. Rứa cơ bụi chỉ tề và đá. Rứa cơ bụi chỉ bài. Hay bụi ní nâng đam vì môn máu về một sao tốc ở dưới. Mà đoàn bề năng ạ. Đam bụi của họ đó chụp từ nẹ bọc là hô chẳng tờ. Mẹ nói nhông nó. Bọc của họ. Của họ bọc. Chạy lôi hay một xóm. Một xóm ấy hốt bạc. Nâng đam bụi vì môn giờ bụi của họ. Của họ kê đá này nhông. Mẹ nói nhông nhông. Đó là bê đam bụi là mơ cùn. Đó là đam bụi là mơ cùn. Chụp ở lớn ấy, chụp từ nè ọt đăng côn à. Ai bài si, ai lôi chai, ai cả áo xe liệp bẹ. Sẽ bắt đầu thông làng đăng cái đầy lá. Chỉ một tố tròn tròn này anh thịt. Vì ọt sâu khơi nhà anh thịt. Chẳng là chụp nè, là mơ cùn. Thật chụp ấy. Thật ấy. Mùi tiết tròn nè chê nhổ. Tròn nè chê. Cả vì muốn đam bụi đấy, đam bụi chê được khi nâng đấy. Chê một chọc. Đó là bê là lớn, tích tích bạc cái chê. Tích tích bạc cái chê. Anh nâng về mê là tầm nó bụi mà. Mẹ nói nhớ. Đam bụi mới tiết trong mà bụi đấy. Miền thuộc sống bạc. Thuở tiền. Đó là bê cái thuở tiền, cái sổ bố tiền đó. Đôi nhôm chạc bông. Thơ căn chỉ đa lan, nhôm khoát thơ cốt, nhôm khoát thơ play chỉ xa thì là nạn chân, nhôm khoát thơ cả lấy chỉ xa thì là nạn chân. Đó là bụi nâng vật xong máu sẽ bổ trọng. Chẳng có nghĩa miên,
cái nhóm mà nhóm miên lôi nhóm mà nhóm miên lôi thì nhé ổn tình tích miên lôi hay đó là vì ọt dương ọt ban đam mà bụi nắng khom cho ngọt bệnh như tăng bị ăn non là hô đòi cho bệnh cụt ban phải ăn con hay mà phải ăn con đồ lá phải ăn con khmai hay đòi trái ở mơn phép mà ngay hãy hình xói cho bẹt thì nia kia tiền bẹt kia tiền mẹ nói nhôm nó hình xói nói nhôm mà hàm thai nhôm này bẹt là hình xói cho bẹt kia hái không trăng hộ tập bê đình bán bàn lôi máu vô tập xong ngày trong kia đừng hô miết bán trái đôi hộ tình trong kia đừng chẳng anh đang bẹt lát bụi nó vượt to à bì môn máu ở chê thư ấy sọt nói nhôm nó nói nhôm nó anh ấy anh ta lực phiệp trẻ sẽ đánh tí cảm phở để dương thử chưa ta Phật sát sát anh chẳng mình mến chứa bụng mánh mình mến chứa sát 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 bụng lưng mình mến chứa sát 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 dì xu mình mến chứa sát sát Islam trên tao Hindu ấy tế cứ bụng Phật sát sát anh chẳng nực khăn ông bật thoa mọc bọt miên rương mùi bị khổ bày cọng nhộm nhộm ấy chẳng sát đáp á mà tê hưởng đang ngồi sát đáp hay cùng thả đăng đến nay giấy tê hưởng đang ngồi sát đáp hướng thọ tê sna quỳ sẽ đáp cùng quỳ sẽ đáp vô bôn tại sẽ đáp tê sna quỳ sẽ đáp vô bôn nó ngọt chê tê nhôm quỳ sẽ đáp vô bành nha và mới chê mẹ đây nhôm đó nếu không thọ một bát nên bị khổ bày cầm cả nốt bê hấp bồ mà xăm phút cùng nơi cầm xa và thầy vọt chê tập bôn nọ miền này vô tiền và xa tớ ô dây dây làn tớ đó vậy vậy bạc khuộc và sạt niềng khám áo với người ta miền mơ bà lo nó này đi mà hồ là khuộc nồm xô mong ấy sẽ khí nơi này đấy vậy nè ngay đòi nghe đấy mấy nhà lấy cười nè ly tiền vì khó bay cái đồng nhủ mà cái đồng lúc này muốn mau bị phơi xên mà cái đồng tiết lúc này muốn mau bị phơi xên mà cầm tiết lộ muốn mỏi phơi xèn, đó là một đám là chuột khné đâu vật chết tập phần hay lộn dây khné, dây khné bàn chỉ rương, chỉ che khné nó nhiều, tham mình xong sao, bị khổ mà cầm đâu tham mình xong sao, thầy hướng ấy mình xong, khi nhom gần ná cùng pel on đi đó, một lần một đòn đi khơi khơi như riêng khi nhom gần ná com, ắt miền bài miền tập ai tê com này. Nơi chọc nó hùng phnom ông bờ ngày hãy tâm trên bị hùng phnom hối nước máu nó ọt xóm sao bị khổ mười tiệt vậy là cái ná có chuộc hướng ọt xóm đây số hướng ấy bằng xóm mau tam phơ nó mau tam sùm phơ mà họ thay bằng cung của bốn nơi nấy mau tam sùm phơ chuộc của bốn ni sùm phơ cái chạp xa tới ba của quân nắng vì chẳng ra gì phố xùm bưu nắng với ọt tử mục tình chân tới một cương mình tử mục hãy kì tha của quân đi xùm bưu nắng chẳng ra chạp chân áo tới trong niên nắng chẳng ra mềm đó là bếp bó niên nắng chô xùm mất mắt ban xùm bưu nắng tử mục hồi thì không ăn tiết mà không tiết lâu thắng cần ác khơi như hướng còn mình xóm đây mòn ở cái hào lưu mê vừa sắp tạp lương chè hình bế chí năng lưu mê chứ nó hay cái mê bần mê vì em hóa vừa hóa chôn bế chí năng hoặc lưu mê nó thật làm đấy mong vì đôi vừa một xóm lì một xóm dây khí niệm chẳng hết anh nhủ dây khí niệm xóm xóm chẳng bàn prê xa má xăm phút chị ông chắc lục này môn một đò lục diện một đò hãy lục xua mà nếu bị khẩu tầng lái nẹ tầng lái cũng phung tầng xanh tầng nê khá nê rương ấy nâng ạ bán bị khẩu tầng lái bạc bạc bỏ ngại rương nâng ạ nhộn bị khẩu tì mùi lột tu thả bọc bất bỏ ngó đòi chùm ràng khi ông bỏ ngó mau bị sọc chăng ngài trên bà bà xá bầm nón bọc thoai bầm cung bỏ ngó một đào chương phân hôn mối còn dục hai có xong ti ở vang mũi nó chọp trường nồng nâng đầm bầy xăng chai vào vang prap tha cả lấy ọt miền tê ao vào sáu nẹ đầm miền này dũ
Khnong wat ni tout nah khmien kalai sang te dal te 7 ong. Tae ve mien ruong phnom muoy no chop wat nang hai. Phang aich sang ban ko sang chao khnong ruong phnom ni mien krae 7 no nang. Sang ban mon sang chao. Lok ko chou to sang. Srap ko chou to sang ko khop pi roal dong. Khon te lok chou tae dom thmo a khom muoy thleak mok bang hung nang chet. Chánh cầm hối, rúng cầm cá, bà ơ nè sọc nhùm. Nhùm ấy, bà ơ nè sọc. Nè sọc nó gần đàn dôm mà cô hạ cả lấy nó cũng bơ sọc. Mà nó hứa nhùm. Tần đăng má nẽ nhây thành chẳng bơ sọc chẳng. Cô hạ giang mách cầm chánh, rúng giang mách cầm là bà. Thôi giang ná cầm mình hối. Nâng năng. Hay bổng bơ ngay ọt bài. Tại tranh của mình đọc bây nè nụ thế. Bổng buồn ngay nụ. Đó là bơ ngay đi bổng bơ nhờ. Đông thmo để băng rung nâng nó ọt bên đàn nào mà qua đề. Sao bơ ngay nâng với bổng miêu tranh mỏ nhờ. Bổng miêu tranh khu này nó mỏ xua. Hay bị khổng bơ ơn nâng 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 môn tranh bị rung nâng mỏ sko. Bổng bơ ngay vậy. Bạn đã đa hội xuống chiếc nẹ đọc bây nẹ nụ. Trên mắc xôm đa ở chương trong vòn khá. Ta không bọn miền hạt phền chẳng ấy bọn. Rường ấy, hạt ấy. Thmo nơi sọc sọc ả ca để không bọn toàn chỗ tư. Hạt ấy thmo nâng về mình bạc cột máu. Sắp để không bọn chỗ tự bắt đồn thmo thật lẹ màu. Mình nuôi một quả hầm bơ sọc này còn mình là bác. Đó ngày nâng ấy, ngày tìm hầm bơ. Hay đây mình là bác luôn về. Phải nha bà ông. Hãy bà ông xua chọc bị khổ cồng nó. Chụp hai phê chẳng mấy khá. Bà bích bà ông đó chùm ra. Khi ông bà ông này môn mát tam phơ sầm bơ. Sầm bơ nâng tốt mà nước bàm rồi nè. Mà sầm bơ nó nhiều bàm rồi nè. Khăn ông nó. Sầm bơ tự đo cần đau sầm một. Sắp tới với mình tự múc với mình tự cầu. Cương nó nâng mỏ. Tự múc cầm tới à tự cầu cầm tới. Chẳng cái thuê bị thi chạp sạc. Và có chìm miên nẹ chẳng ráy. Nó không sầm bơ không chùm nóng đi. Mà nút bàm rồi nẹ nâng hai. Chạp sạc. Chạp 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 tới trong của bút nê sầm bơ. Chạp trong à xôi nó. Chẳng cái tha lực tìm mũi lực lè nhào. Tại vì chạp chạm bây đón là nâng chừng rầy mẹn tè nè. Chạp mà đón tiền. Chạp mà đón tiết của bốn nê xùm bơ nắc chạp chạm tiền. Nâng lực tì bì mà ấy ấy. Lực tì bầy. Đó chạm lực tì bấy của bốn nê xùm bơ chạp chạm tiền. Chẳng à bờ chẳng có chẳng hết chưa. Chẳng niên anh chừng rầy ấy tuộc của bốn nê xùm bơ cơ đâu. Có chọn sạp xê. Nhìn ông xoa sạp xê chứ. Chọn mà khỏi ạ. Đọc chiên, đọc xài co, đọc con chương, đọc con đầy. Đọc ấy đồng ốc hỏa làng ca ấy nâng. Từ được luôn đây. Chọn sạp xe cháy. Kế nằm nế thẹp bị khỏi tùm lẹ chô không xùm một từ nhủ. Bởi sạp tình niên nâng thẹp đọc tực xùm một ai xùm bưu nế tâu bói. Nế bởi play chứ nghe nhô mẹ. Ý ọc chà ná. Mẹ nế nhôm nó. Này nhôm nó. Bọt ở các bên nhôm. Sẽ đốt các bạn này. Còn phây. Còn bạch phây bùi. Này lột nó lưu khẽ này. Khơi lột bên ở các bên. Khơi lột xùm trong chương được cái này. Vâng. Bên nhôm. Bên các bạn. Sẽ đốt các bạn còn phây. Áo để nhôm sẽ đạp ở thma. Hồ thma có. Bên các có bọn các được cái này. Dương này khôi được cái này thì. Nhôm kết mơ mà nữ đọc lẹ chô không nông sẽ mất. Sẽ đạp tay bùi. Ở chà đấy. À chà đấy. Ồ, bởi sân chìa. Mên tu sắp đùa lâu. Thọt ở dây dây mưa nàn này mong à bên nâng. Rồi mong nhu. Rương nâng ở chà nà. Bọn phái nà. Chùm lạy nà. Mình đăng chìa rương ấy bán chìa. Xùm bưu nâng bê bê niên nâng lời nâng. Học tớ sập bỏ niên nâng chô sầm mất. Xùm bưu tớ bòi. Tớ niên nâng chừng rái đó gầm rạch nà. Tục rương nâng sân. Bọn xúc bị khô mà cồng tiệt nhu. Mình nếu bị khô. Cho nẹ chụp rừng phết hạt ấy khắc. Để nẹ cầm phóng tới sân để nẹ nô.
បបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនញាតិញោមញាតិញោមប្រយ័ត្នបាត់រឿងណាព្រោះហ่าស្អែកអត់បានមកទេណាទេថ្ងៃហ្នឹងហ่ะពីខោគេនិមន្តទៅឆាន់ដល់ក្រុងសាវត្ថីទាយកអ្នកនិមន្តណាញោមញាតិញោមស្គាល់ទាយកអេទាយកហ្នឹងអ្នកឲ្យទៀនទាយកអត់ដឹងរហូតមកនិយាយហ្នឹងអត់ដឹងរហូតទាយកទាយកអ្នកឲ្យប្រុសទាយិកាអ្នកឲ្យស្រីចេះនៅចេះហ៎ចេះហ៎ចុះបាសក់ប្រុសស្រីប្រុសចុះបាសកាស្រីចុះស្រីប្រុសស្រីស្រីស្រីចុះប្រុសប្រុសស្រីប្រុសនឹងចាប់ដើមចេះហ៎កូនសេះលោកគ្រូខ្ញុំសូហ៎នឹងកណាទៀតលោកគ្រូទាយកទាយិកាគាត់និមន្តលោកទៅឆានក្រុងសាវត្ថីចាប់តែនិមន្តទៅលោកច្រើនរយអង្គណាញោមមុនទៅថ្ងៃហ្នឹងស្អាប់ញាតិញោមបរិស័ទជើងវត្តជើងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងប្រមូលគ្នាធ្វើចំអិនអាហារហើយចំអិនដោយកាលយើងកាលមុនមិនទាន់មានសង្កេតអង្គះមិនទាន់មានឆ្នាំងភ្លើងដោតដូចឥឡូវទេញោមញោមកាលហ្នឹងស្អាប់តែទាន់ទេអត់តែអាត្មាទេតើអនអស់គ្នាទៅថ្ងៃមុនសោះមែនទេញោមណាបកាត់ភ្លើងមុំបានអស់នឹងវិឆេះឆេះហើយរោអាស្បែកជើងជោយកមកបកាត់ជាមួយខ្លះទៅចាក់ប្រេងជាមួយអាខ្លះចាក់ស្អីជាមួយអាខ្លះយកជោមកបកាត់អស់នៅវិឆេះចេះធ្លាប់អស់ហ่ะខ្លះចំតិតផ្លុំមែនទេញោមណាធ្លាប់ទេធ្លាប់អញ្ចឹងនៅសាវត្ថីអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងស្រាប់តែអាភ្លើងហ្នឹងវាឆាបជាមួយនឹងអង្វែលឆ្នាំងញាតិខ្ញុំស្គាល់អង្វែលឆ្នាំងហ៎គាត់សួរចាស់ចាស់អញ្ចឹងសួរមីងមិញបានគាត់អង្វែលឆ្នាំងគេធ្វើពីអីចំបើបើធ្វើពីចំបើស្រាប់តែអង្វែលឆ្នាំងវាឆេះឆេះទៅវាត្រូវអាខ្យល់វាយគួចហ្មងញាតិខ្ញុំដែរជួបខ្យល់គួចហ៎គួចឡើងទៅលើនោះវិលវិលឡើងទៅលើតំបងអង្វែលឆ្នាំងហ្នឹងញោមឆេះបដាវិលទៅលើបដាហើយមេប្រពន្ធណានៃក្អែកវាហើវាហោះវាហើវាហើតាណាមហើវាមហើចូលអាអំបីឆ្នាហ្នឹងងប់នឹងទៅញោមអីចុះមេប្រពន្ធណានៃណាញោមគិតមើលអស់ចាទេឆេះងប់នៅណាធ្លាក់ម្ដីមកពីខោឃើញភ្នែកអោក្អែកយ៉ៃក្អែកហើយចុះមេប្រពន្ធមេយ៉ៃមិនហោះតាណាហើតាណាទៅមិនមហើចូលអាអំបីឆ្នាពុំឆេះនឹងដែរមេឃបបណ្ណានៅនោះខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអញ្ចឹងឯងព្រះអង្គឆ្ងល់មែនទែនហ្មងដឹងតែរឿងអីវាចម្លែកហើយញាតិញោមគិតតែចម្លែកទេគិតតែចម្លែកទេនេះវាចម្លែកចម្លែកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំព្រះអង្គដឹងរឿងអីអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាសម្ដែងបញ្យលប្រាប់សេចក្តីនោះផងស្ដាប់ញោមស្ដាប់អស់ហ่ะអស់3រឿងហ្នឹងណាញោមអស់3រឿងហ่ะមនាលពិខុទាំងឡាយរឿងដែលអ្នកបានជួបនេះសំហេតសំផលហើយអីព្រះអង្គសំអ្ហ្មិចសំហេតអ្ហ្មិចសំផលអ្ហ្មិចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំនោះកាលអំពីអតីតកាលកន្លងទៅអ្នកទាំង7អ្នកនេះជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាជិតស្និទ្ធណាស់ហើយគឺជាក្មេងកងវិលកោបាទកងខ្វែងកងវិលកោ7នាក់ហ្នឹងខ្ញុំក្មេងកងវិលកោក្មេងកងវិលកោពេលព្រលឹមឡើងដេញកោទៅហើយទៅខ្វៀលល្ងាចឡើងនាំកោមកវិញប៉ុន្តែមិនមែនទៅផ្លូវមួយដកដែលដកដែលរាល់ថ្ងៃទេបាទន័យថាមួយអាទិត្យដូរកន្លែងគ្នារហូតគ្រប់មួយអាទិត្យមកដល់នឹងវិញឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទមកដកពមកខ្វៀលគោដកពថ្ងៃអង្គារទៅច្រឡតដៃវិញអត់ថ្ងៃអង្គារមកដកពអត់ដែលទេណាញោមដល់តែពេលថ្ងៃពុទ្ធទៅប្រាំវែងដល់ថ្ងៃពហស្បតិ៍ទៅត្បាំងស្ទងដល់ថ្ងៃសុក្រប្រាំធ្នង់ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ធ្លាក់មកត្បាំងស្រងដល់ថ្ងៃអាទិត្យធ្លាក់ទៅភូមិ7ដល់ថ្ងៃច័ន្ទវិញដល់ដកពអត់ដែលយល់ទេញ៉ែនំយល់ទេអ្នកលើកអីយល់ទេមុខស្អុយស្អុយយល់ទេ
Vô lấy 7 ngày chung chẳng á, ta nói đo ngày chân, mọc đo cái lấy, đào bình. Nhìn nhớ không? Vô lấy nó. Vô lấy, ở đây bỏng, sẽ đốt tới nhóm, ở đây còn phải sẽ đốt cho. Tạm tầm nào, trọng bàn tê, trọng hình xôi còn chương năng bỏng xuống tê. Nè, trọng mà nhóm, tê xa mà mong bọt là hốt. Đó là lật tập phát về chứ kè, năng xuống lấy nó, ở xuống lấy. Chẳng công mà còn chú ạ, ta chú ở con hay là chóng ở cô ạ. Tờ. Đó là ngày muối nè, tên cũng bình nè, nè ngày khuyên cô tới bà sạch tùm xong. Nhìn ông có sạch tùm xong á. Quả lại, có sạch tùm xong. Khi nếp ông đánh cô chứ khơi nhà tùm xong nó vừa rút. Đó khơi rút nó cứ đánh tùm xong nè. Đánh chạp mỏ nhớ không? Đánh nhà tuần xóa nó phải phây. Vì mình đang rụt tuần á. Vì cái rụt chô không được bột tử. Rụt tử bột nó chô tử bạch tử. Sao là bột ấy. Lộ cả tử bột có xua. Chỉ xua ở ban xùm nu xua. Nhổm nhôm ở phía phá nó ná. Có mọi lực á mày nè nhôm nó. Nhôm về tạc mà mày nè. Nàng à. Chẳng đó là phê chô không được bột. Tử bột miên rụt một phần tiệt. Nên bị chạy đòn chắc này. Rồi, tôi bốc mình rồi một hãy đòi lúc này, tê đi cả cái đá khai một phần cái đỉ cho xòm xòm mấy. Đó là phê chô không nông rừng, tôi bốc mình rừng một phần. Cái phép này kia ở đây như vậy. À lâu bị chô tôi bốc à. À lâu rừng đi rừng một phần. Tại bà sân chỉ dương chọc cho nọc viết tâm ở rừng. Và còn bị chạy nhập vào mùi tiệt này. Chân dương mà nẹ mùi rồi cho nọc mặt. Bông bơ nét vô à chân nóc chọc khăn nông rút tăng bông bơ lên tử nhũng. Nhũng. Chọc à chân nóc rút tăng bông bơ lên tử. Đó là hai kinh dị khăn này. Còn dục bây dương. Tụi bây chạp viết của chạp của bạn đấy phổ viên nơi cũng lắng lắng á. Hình xuất bỏ chân nóc hơi. Đọ chân nóc rút bơi dược đây cho toàn thiệt à. Chân chạm sai mong á. Tục viên nơi nâng sân á. Chạm sai. Ất hà phong, Ất bài, Ất trở nây vi, Ất bài, Ất trở nây vi phong ấy phong. Và còn thì việc sao vậy? Hãy xoay, rụt Ất lươn này, tụi bây đọ chân nọc mắt. Việc đào dứt dứt rụt dứt dứt, chạp việc bàn. Sai láng nhũng. Sai láng mà mau, mà bơ đẹp năng mà khuya cô năng điệt đấy. Mau điệt đấy. Mau điệt đấy. Nào, giấy sẽ đạo hướng là bàn mềm nghe đấy nhũng. Cô sợ là khủ nồm số. Sai là nè khuya cô đang bơ nè nâng mau cả lành từ bốc nâng tiệt đấy. Ở tê. Bơ ngày nó nâng mẹ nè nhôm. Đôi chứ mà thằng ngày chán mau đọc phố đó là bê ngày kia tôi đọc cho lọt đầy nó nâng. Chân đó là bê sai là. Nóm khuya được khuya cô cả lành xe anh bạn tử. Plech hướng nâng chân nhôm, plech chân mỏ. Xong bây ta kết cái nông khu của ba ta, miên dương chọc chân học sạch tuần xong là khu nông hồ rôn nâng. Cọt kết đó là flick chân. Khan say của flick, khan say mưa của flick. Đó là ngày chăn ta đây. Mà thay ngày chăn nâng, khu nông sử thư không biết ngày chăn nâng. Ta đã đo ngay cũng nọt nâng ta đây. Ngày ti vùng bơ nâng. Bạn một khuya cốt, bà tiết khơi phân nông khơi từ bộ. Bạn nó có nghĩa là ơi, khu nề dương flick nực khơi. Flick nực khơi ta. Dương ngày muốn đánh sạch tuần xong mà. Hãy chọc cho nó việc không được bố ngọt ấy. Bởi ngày thì hãy đăng khí ở mấy cái này. Nóm khí này đã đọa cho nó nâng màu nhồm. Tôi là đọa cho nó nâng màu vì màu vì đau vô hành chương ấy nhồm. Chứ vô hành miền ấy xí. Cả lăng việc sao ấy. Vô hành cho vô hành là. À nẹ tiền bởi nẹ nâng vô một kết. Chứ vô khí này về tình yêu lăng lăng để chạp khí này. Đấy bởi lên khí này ở rùi anh ta. Bởi lên anh ta. Lên tay của nhôm. 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 Hai tay một bên ngay chạp ở đó mặt bàn. Plik. Chân á, bê để thmo nâng với sợ cót. Bất ả rôn nâng á. Một bên ngay nâng nà mà cô hay cầm hối đây. Ở hối sọt. Ngay tìm một bên ngay khơi. Vì vậy. Cô mê chênh khôn bê đông thmo. Hay đó là bê bị khâu nâng chọp húng phân đông nâng. Xong mê. Xong mê. Xong cua đo cằm ấy, xong ấy. Xong ấy. Xong.
អញ្ចឹងទៅវិភាគអ្នក13អ្នកនោះនៅស្រុកថៃភ្នំនាងដេកនឹងទៅត្រូវហើយរឿងហ្នឹងមែនទេញោមណោះអាហ្នឹងវាមានពូជដូចគ្នាតាមែនទេញោមចេះពិខុ7អង្គនេះបើកាលនោះទន្សោងនឹងចេញពីរុនហើយចាប់សត្វទន្សោងនឹងយកទៅស៊ីណាសម្លាប់វាណាអ្នក7អង្គដែលចេញមកងាប់ដូចគ្នាអូមែនងាប់វាសុគតដូចគ្នាតែពេលនោះប្រឡែងឲ្យរស់ស្រួលលោកក៏ចេញមកដើរវាន់ជើងរស់ស្រួលដែរប្រវាន់ជើងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងសំគួរដល់កម្មហើយណាញោមណោះណាញោមណោះវះចកេះអីហ្នឹងវាសំគួរហើយយើងទៅខឹងអាណាពូជយើងវាតំណជាប់ពីមុនមកដឹងធ្វើអីចកេះគេដែរអីសួយអ្នកបដាល់ឡើងជង្គង់បាក់ចកេះគេផងដឹងណាញោមណោះហ្នឹងហើយចឹងភិក្ខុមកក្រុមទៀតលោកសួរព្រះអង្គចុះរឿងនាងសំពៅនោះព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរឿងនោះក៏សមហេតុផលដែរអតីតកាលកន្លងទៅហើយនាងប្រពន្ធនាយសំពៅនេះមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់នាងនឹងជាប្រពន្ធល្អរបស់ប្តីគាត់ជំនែជេកាលខាងក្រោយមកកើតជំងឺលឿងជំងឺខាន់លឿងប្តីហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅស្លាប់បន្សល់ទុកនៅការស្រឡាញ់ប្រពន្ធនឹងពេកចិត្តហ្នឹងវាមិនអស់អាល័យណាញោមញ៉ែញោមចិត្តអត់អស់អាល័យអេឡៃឡៃហ្នឹងញោមប្រុសលោកគ្រូខ្ញុំសូមទៀតអីយើងថាអាល័យដូចថាឲ្យញោមលោកពេកបើធ្វើម៉េចបើពាកហ្នឹងដែរណាថាពូឡៃមែនទេញោមណាញោមដែលអាឡោះពូឡៃមែនទេអត់ដែរទេស្រុកខ្មែរអាឡោះអាល័យអាហ្នឹងធ្វើម៉េចបើឪឯងដាក់ឈ្មោះឡៃចឹងបើដល់ទៅពេលនាងហ្នឹងប្តីស្លាប់ទៅប្តីនេះវាស្រឡាញ់ពេកស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាញោមស្រឡាញ់ពេកទៅណាមួយកើតណាមួយមកចូលនៅក្នុងពោះឆ្កែក្នុងផ្ទះហ្នឹងបណ្ដាលអឺហ្មងញោមអើចូលក្នុងពោះឆ្កែហើយដល់ចូលក្នុងពោះឆ្កែស្រាប់តែដល់ចូលក្នុងពោះឆ្កែស្រាប់តែកំណើតរបស់ប្តីហ្នឹងចូលទៅកើតក្នុងកំណើតជាឆ្កែទៅឃើញទេញោមកំណើតជាឆ្កែកើតមកនឹងពុនអញឆ្កែក៏គិតណាញោមនឹងពុនអញប្រពន្ធដើរទៅណាឆ្កែដើរទៅនឹងប្រពន្ធដើរទៅណាឆ្កែដើរទៅនឹងដើរសំគាល់ថានាងនឹងប្រពន្ធអញនឹងឆ្កែគេថាអញ្ចឹងគេស្គាល់អញ្ចឹងគេចាំជាតិណាញោមថានាងនឹងប្រពន្ធខ្ញុំសារគេប្តីស្លាប់ទៅគេក្រោយគេមានប្តីទៀតមែនទេញោមចុះបើស្លាប់ទៅហើយគ្នានៅម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចយកប្តីទៀតទៅនៅក្មេងដែរបើចំណាស់ញោមនេះបានយកអង្កើតមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយដល់គ្នាក្មេងណាយកទៀតទៅដល់ឲ្យយកទៀតឆ្កែប្រច័នឆ្កែនោះប្រច័នហេតុអីបានឆ្កែប្រច័នឆ្កែនោះនៅណាឆ្កែនោះមិនមែនប្រពន្ធទេឆ្កែនោះប្តីខុសទៅអូតាំងពីចាប់ដល់អូអ្នកឯនេះហ្នឹងត្រូវហើយត្រូវទាំងអស់យល់អត់អញ្ចឹងឆ្កែហ្នឹងត្រូវប្តីដើមរបស់គាត់មែនទេញោមណោះណាញោមណោះនេះប្រច័នប្រពន្ធចុះកាលនោះមានតាន់ឆ្លុះគ្នាណាមែនលែងគ្នាណាពងស្រឡាញ់គ្នាស្រាប់ងាប់ហ្នឹងមែនទេញោមណោះហើយដល់ពេលស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេកតើមិនដឹងទៅណាមកកើតឆ្កែទៅដល់ពេលគេមានប្តីគេមិនត្រូវប្រឡែងគ្នាមែនទេញោមគេមិនត្រូវប៉ះចេះប៉ះចោះប៉ះផ្ពាល់អីថើបអីចឹងទៅមែនទេញោមនេះអាឆ្កែវានៅចិត្តហ្នឹងវាចាំមើលឲ្យតែគេថើបព្រោះមកអើគេថើបគេថើបគ្នាគេប្តីប្រពន្ធគេឯងនេះព្រោះព្រោះផងទៅខំដីខំអីទៅបោកខ្លួនជាមួយដើមជែកអីចឹងទៅវាដូចខំពេកណាញោមឃើញគេថើបប្រពន្ធគាត់ណា
Ý bà dương vì phía hướng năng một đo là lâu nữa. Nhiều mơ ha, mơ hẹt năng phó ha. Bà miên chú rụng miên chai lô lá hả anh xôi hả. Lưu ấy con xa là hướng nồng sâu. Nâng hả hề xôi hả nhôm. Mẹ nói nhôm đó. Chia mình sẽ trình trọng. Hãy ngu tức xuống xuống nó bình chuộng hộn. Xong say về xuống nọ sạch anh đấy. Đừng cả mình muốn mình thay biết đấy. Chẳng đã là bê là cái thao khá nha, cái bà lấy khá nha, chạy bà rù. Cái thao khá nha, cái bà lấy khá nha, về tập bọc luôn về môi đàm chữ. Vì khắc bê chứ này, nhộng thứ ấy kìm cá nè. Về tập khăn chi khao chi sắp bột kề. Chẳng đã ngày muối niên tập xà. Tập xá, chạy nâng tập tàm. Tập xá tập tàm. Niên tập chạy cả. Tập chạy cá chạy tập tàm. Hay là nẹ sọc cái thang ấy. Ô, niên priên chạy tờ na tìa đấy vậy. Kỳ thả niên nó priên chạy. Ô, bờ ọt priên chạy mít bờ tờ na chạy tờ tăng. Nên lưu là priên chạy không ai kê mỏng nhủ. Không ai kê nè. Tên thì sẽ đây prap. Thả chúc đá tàm. Prap chạy nè. Còn một tàm anh. Nếu tê, chạm tê. Cái mên sóc chết ná của bốn tờ tàm. Mẹ nói nhôm đó. Của bốn. Chẳng tới tàn, kê tới thì cá tới tàn kê. Kê bà biệt cũng rơi phong, kê cháu đông thơ mò, kê cúc đông đây. Nơi tới tàn tàn, bà rùa, ca sở lành của quân. Tại anh dễ phía xa chứ kê, mẹ anh phía xa mà nút nha nhu. Phía xa chứ kê, bà thật bóng bà đầy ôn tê. Bố thật bóng bà đầy ôn năng hai bán, bóng đà tàm ôn. Tại bà chênh mà vúc vúc chẳng hẹn ác đạp bán. Nói nhôm nữa. Nói nhôm nữa. Sẽ đâm mấy báo trên một vô vô. Nói là đừng bỏ đây ồn thế. Đó. Rai về một cá đang rướng. Khăn bệ nhôm. Khăn bệ đồ nà mấy lục hút nồm sâu. Chẳng kết là cái này cái. Đó là bê khăn đang rướng chân đó một khăn. Khăn cháy nó ngay. Rai tập biệt cầm rung rơi là hồn. Cái đôi máu có kết. Anh bà mình xâm lập cháy nâng cháu tế. Khám ai nè sợ nè phùm ngọp. Chỉ hào ai sợ đây tên đẹp riêng cháy ạc rõ sợ đập. Chẳng ngày muối quật bàn cỏ muối quật. Đạo xuất đầy sạch nông năng nhộng. Hãy quật đạo tức nâng năng ở việc ngụt đầy sạch nâng tức đầy sạch nâng thương ngụn. Hãy quật căn của màu cháy khơi nhé quật căn chân này. Hãy quật hào cháy nâng bà rùa sợ đập. Bà rùa hả? Hào phía cháy bà rú bà đang thở thở bà phía mấy bà hào cháy bà rú bà quạt mẹ đang thở nâng phá đầy quạt môn đến á nhũng. Hãy quạt xong quạt hào tới cứ bà quạt chí ai à nâng xí à. Hãy cháy nâng mơ khơi nè bà quạt chí bà phôn anh bên ai xí à. Đã khóm đây xí rú lạc xát nè. Chẳng quạt vô ạc xáy tiệ cò khóm. Tiệ cò khóm hãy quạt thơ ạc xáy mùi tiết một vùng bà bắn bà cháy nâng đà. Tục tiệ cò cháy. Chẳng còn hào, hãy mọi khuyên xài nâng tì, hãy đo từ tàm bộ phun nâng hào. Hào hào tới tất đó là cả lấy một đồn tật muối, cho bì muốn đồn tức mẹ nạ kì chị, đồn snop kì chị, đồn đấy mẹ nấy nhôm nó. Sọc dưỡng cả muốn còn miên này ta ấy. Miên là đồn đấy cho tụi đón đồn khổ mồ. Mẹ nấy nhôm nó. Ủa sọc ọt ma ấy bà khai ọt tức, làm tôi tăng mòn pi rồi xùm rách. Hà nạ ban muốn là nâng tức trở này. Tớ nâng đồn chưa đâu nhá. Hà vô. Bà chọt đôi con nâng miên AFC nhá. Chạy mà chết đâu mà chết tẹ co chạy nó. Bỏ con được nông đồn tớ. Chạy đọc con bỏ tớ đồn chạy tớ ta mấy. Ở tớ ở mấy bà chọt của con đây nâng mấy nâng. Mẹ nói nhôm nó. Tớ là tự đồn cùng phính. Hay đó là bê con nó phải miên địch sạch. Hay bị chọt xài. Hay tẹ xài có một chạy. Tớ lịch à con nóng ta chả lịch tớ đầy, nóng đầy, lịch tớ bát đầy đầy. Mẹ nó hút một vây nhảy ná, ngọt, mẹ nó nhộn. Ngọt đó. Hay là lấy kê xong lắp cho cái mẹ nó chân ấy. Cô hút à cổ nè, đặt bao thôi chùm lẹt niềm không. Chả mưa ở nè, lắp cho cái đằng lai. Sẽ rương ơi. Sạch thì xe. Đặc là ta cần lấy lũ sạch bị xe. Chả mưa bằng mau bị xe, mau bị cô, mau bị cây đôi kia chả mưa cho. Mẹ nói nhớ. Đó là bê ngọt tớ á.
Niêng nâng cơ ra nè kê tẹo cơ co chong hay tùm lẹ tức nâng mến tùm lâu nát phải em hối chia đây ta. Đó là trong khởi nè, à bê đề niêng nâng phụ bún ni xùm pư nè. Kê prang rồi nè kê mênh chừng rai mô chừng rai ấy ta niêng nâng mình ai nhộm mờ. Hay mình mê nè thò mà đá phụ bún ni xùm pư. Mà chắc xùm pư đấy nè nhộm. Kê ti bằng phật kì chong sạp xì. Kê nế. Kê đó hả lăng ca cho nó hỏi luôn từ nô cốc đôi chai chứ. Thế nè nhộm. Hái kê thẹt tùm lẹ đúng không? Mến tẹt tùm lẹ đôi môn này thẹt tùm lẹ đúng không? Thẹ tầm lẹ tức ngọt nóng tức xong bơ kê tầm mục tờ xong mế xong cu đo cam mế xong mế ớt xong chân nhôm nhôm sạch nơi chùm mùi nà nhôm ba mình chân xong cam chùm mùi vía công châm vi ấy tết bởi đạch chất thành châm hai công thôi ba vi ấy nà nhôm nế nà nhôm nế. Khởi nhé hình xe cái nó vào đây dưỡng đôi quần mình đang vào đây nó ọt phong. À, hình xôi à nè sát nơi dưới mũi. Chị đôn cho ta dưỡng tiết kết ở mày. Dưỡng mình đang này nè. Mày nói nhôm nó. Này nhôm nó. Ất à, đang hướng đập với Ất à đang hướng. Thôi cho thôi lắm ba căn được ngôn. Thế nên nhé nhôm. Chẳng xòm hà. Ní tiệt. Tiệt. Cóm đạc tần nâng tùm lẹ. Cái được nông nâng ba tần nâng. Chân nẹ đặt cái một đòn bay một đòn buôn cái đòn bao hay tùm vô tôi tùm lẹ tức ở ngọt nó là nâng đăng mạch đai tê nó nhôm nó hay phía lộ ham bị khổ sống nó nhôm đăng ham mà gì ham bị khổ sống mà nó chăn sạch đọc vàng cái đòn nó miên sạch cái mùi đài hay đây sao mày bị khổ chăn sạch cái một toàn môn một toàn bà nhát đó nó nhôm. Bởi kê sạch cái, chăn sạch cái, đòi tự bắn cái bụi hộp. Cái bụi hộp phát tên là sốc, cái đánh hộp. Xua đã hẹt ấy bọn, bàn cái đánh cho nhóm bọn mà lấy. Xua đã bọn, bị khâu anh chăn ấy, chăn sạch cái em sao anh, trời ơi, bị đánh cho nhiều bia. Chân nè, đầy mình cái bụi đường lái, tìm khuôn nó nhộm, phải giặt rồi. Bởi hàm mà nói chăn đấy, bị khâu, xong, tại mà nuôi dưỡng, kì thả sạch bị xe. Cái vật vật của sát này máu xòm mua với cái tiệm ôi cái đọc đừng ở lục nga tiệm vô cái máu ở lý mà thật ngày nào mua tập lắm lắm tiệm cho lắm chom được cục nôm số con đó của riêng của bên kia đấy xong mấy hướng đang xong mấy xong chẳng đòi bị khổ mà cầm tiệt bỏ bớt bỏ ăn cho cái chết nông về năng nhận mấy tư bỏ ăn được về anh phê chứ ô xong bầm bay này tì tiến tam than chọn toàn chọn với chọn tiêu nà này mà đón bầm đòn mà ở đây đó nhóm ấy mình chọc chưa nghe thế pén đó nhóm pén đó nơi mà vẽ tiết chọc à nè ngài pico đang lái xua bằng chân cho cái mấy và banana này mấy cô viên mình từ na từ này mấy cô viên mà ho ha ấy mà chôn về năng à bông ho đây hay che tiền hay ngọt nô. Phải ông thầm nên bị khổ tương lai xong hai. Xong á. Cái ấy này càng muốn cao chia bù rõ mà nè. Đập nhùm, đập bù rù thế đó. Đọc lại bù rù thế đó. Cao chia bù rõ mà nè. Bù rõ nâng nè chua sài. Cất miên cô quát mà nâm chua sài. Bà lâm lang tập chua. Bà lâm lang tập chua. Cô đa dứt vầy. Cô đa lươn cỏ vầy. Anh nè chua sài anh chắc anh nhu. À đa dứt bếch vầy. Tòa lươn bếch của vầy khả nế. Đó là bê kào em mất ngày mối quạt tập chua sài cô nông vợ. Nhìn nhóm đại lưu biện lông tần nê hế. Đại lưu ấy. Nâng ai sọc ma cái gì anh chăng cô lông tần nê. Vì lên đau tầm ốc nhu. Vì chúc đau vừa hót vía vô. Vừa ốc hả linh là món này nhu. Vì đó là cầm lăng ấy với tơ mũi. Vậy cái này, vậy cái lên stu, nè nhổ, nè à lên stu nó chọc vậy. Vậy cái lên stu dùa chuẩn luôn mà chạy cút cọt stu. Vậy vậy tới về lên tầm mốc trường về tốn với đua màu luôn nè nhổ. Hãy xảy về xa chả hình toàn hơi. Hãy à lâu xa bảo vệ mọc mọc đê, vệ mọc chân chắc nè. Chẳng khăn món nhổ, khăn hả nè chú khăn ta. Chạy cút cầm ngớp, à vậy cầm ngớp. Chẳng có vô, màu ngọt ngọt.
ប្រមូលមករុំកវាដុតតាដុតក្ដៅវាស្ទុះវិញនេះមានហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំដុតក្ដៅវាស្ទុះវិញតើដុតទៅគ្នាលងតនេះគ្នាទៅមួយហើយតើដុតស្ទុះឯណាងាប់មែនទេខ្ញុំណាវាមិនទៅស្ទុះងាប់ទៅឆេះទៅជុំវិញកវានោះឆេះទៅងាប់ទៅហើយវាមានស្ទុះអីអញ្ចឹងបានបរោះហ្នឹងគ្រាន់តែគេហុំក៏កដុតអញ្ចឹង500ដងហើយណាទឹមមកសល់តែពេលដែលវិខុឃើញហ្នឹងកើតជាកែឃើញខ្មៅរហូតទេដោយសារគេដុតហ្នឹងឯងខ្ញុំខ្មៅអញ្ចឹងចឹងអ្នកសាច់ខ្មៅខ្មៅហ្នឹងហេងសយដែរទេមែនទេញោមណោណាញោមណោហ្នឹងណោតែយួនហ្នឹងក៏ខ្មៅក្បែរតម្រៃតែនេះមែនទេណាញោមសុំទោសណានិយាយក្អែកមិញហ្នឹងអាញ់និយាយលេងទេគេរលគេដុតចឹងឃើញកើតមកក្អែកខ្មៅឯងហើយឃើញមេឃប្រពន្ធនេះមហាហើទៅណាមហាចូលវេលឆ្នាំម៉ោង7កាលមុនហ្នឹងវាដុតគេអញ្ចឹងហើយសំនេះខ្ញុំសំណែសំគួរដល់កម្មណែសំអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយលោកស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយខ្លាចរអារឿងកម្មផលណាញាតិញោមណាខ្លាចរអារឿងកម្មផលខ្លាចរអារឿងការប្រព្រឹត្តអកុសលផ្សេងផ្សេងក្រោយមកភិក្ខុ3ក្រុមហ្នឹងសម្រេចធោអស់ទៅដោយសាររឿងភ័យខ្លាចហ្នឹងឯងញោមលែងធ្វើអំពើបាបសុទ្ធឥឡូវថ្ងៃនេះទេឆ្លងប្រកាន់ដៃញោមហ្នឹងទេរឿងហ្នឹងឲ្យញោមភ័យដល់អ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងណាញោមញោមអើយទេឲ្យភ័យដល់អ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងតលភ័យលែងធ្វើបាបកុំឲ្យវាមានដំណរនៃពូជកម្មជាអកុសលដេញតាមដូចអ្នកទាំង3ក្រុមបាញ់មិញឮឯងញោមបាទហើយអ្វីដែលកើតហើយញោមព្រមទទួលស្គាល់កុំតូចចិត្តនឹងវាសនាកុំតវ៉ានឹងព្រមលិខិតកុំតូចចិត្តកុំតបាសំហើយរឿងអីកើតមកគឺសំហើយមែនទេញោមចុះមិនប្តីអញដូចប្តីគេតែសំហើយយកទៅសំហើយចុះមិនក៏ប្តីអញក៏ផឹកណាស់តែសំហើយកុំទៅឆ្ងល់នោះសំហើយមែនទេញោមណាចុះមិនក៏ប្រពន្ធអាមិនហ៎មិនក៏ប្រពន្ធអញលេងតាបៀអញ្ចឹងក៏ខុសពីប្រពន្ធគេតែសមហើយអត់មានប្រឆាំងអីទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាទ្រឹស្ដីរបស់កម្មផលណាញោមណាអញ្ចឹងសូមជៀសអកុសលកម្មទាំងឡាយប្រព្រឹត្តតែកុសលកម្មហើយដើមមានរឿងកុសលកម្មច្រើនណាស់ថ្ងៃក្រោយចាំទេសនាបុណ្យណាមុនទៀតទៅទៀតបើអញ្ចឹងសូមចាប់ធរទេសនាប៉ុណ្ណឹងចោះសូមអនុមោទនាមកចាប់ហើយដាច់ភ្លើងហើយទៅមកវិញក៏លេងទេមកដល់មកហើយអបនអត់មានហេតុណាលេវ៉ាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងចោះញោមណាការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសសូមលើកបុណ្យកុសលបាល់ម៉ានប្រគេនគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមទាំងអស់សូមបានសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតានិពានញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ឃេបេណៈសម្មតាធម្មទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង